đánh cái bộ này mà học hình học như tôi thì đánh thì đỡ làm sao được hả Sen? Hả Sen? Cứ học hình học cái đi mẹ mà học sinh giỏi toán toàn thành phố mẹ mà đứng hạng 3 thì làm sao mà sống? Những cái thằng Invi gặp cái trò này là địt mẹ, những thằng Invi đi dịch người ta ấy thì đây là cái cách khắc chế duy nhất. Cái trò này nó cực kỳ khó chịu luôn, đánh nói chung nó hơi bị động một tí nhưng mà đánh kiểu này khó chịu lắm, mấy thằng Yếc chỉ có đi vào bẫy thôi. Mặc dù mình không farm mình dình được. Cái trò này là cái trò cao tờ lại những cái trò mà kiểu như kiểu của tôi với anh ấy. Gặp cái trò này sợ lắm, gặp những thằng này là đéo rồi là mi ganh rồi. Dính một lần là không được là mi ganh rồi. Cứ ngủ tôi dình left khác rồi, để quan tâm nó. Kệ dình left khác rồi kệ mẹ đó. Kệ nó dình left khác rồi, bây nó mỗi đam left khác rồi mà. Kéo ra lỗi luôn đi Sen, Sen bắt đầu lại nghiện cái trò này thú vị đúng không Sen? Vãi lồn nếu mà nó chạy ra khỏi được cái đó. Không có
thêm lời thăm hỏi. Đâu phải, cái trên YouTube nó đang báo lỗi. Anh em tôi clip một chút ở bên bên FB, tôi vừa clip trên FB mà. Tất nhiên là không rồi, thế mà cũng hỏi. Cái hỏi đi xem. Có ai biết trên đó đâu mà xem. Clip trên MB đâu có ai biết đâu. Con nào xem. Xem bọn nào phá khá hay sẵn. Tao Sen này cái trò này có gây nghiện cực nặng không Sen? Cảm ơn xem chi ra ngoài đi mẹ mua game vi tại chỗ đứng dinh đi mẹ, cái trò này nó gây nghiện cực nặng luôn đấy. Thích nhất những thằng đi lượn lờ trên map đi mẹ. Đi mẹ mày đi vào là anh mày xích cổ thôi đi coi lại à. Để mang cái vào đào đi. Đợi tí. Nói đi tao xong vô hú. Tất cả đã quá xa, xa như ta chưa từng tìm.
xong rồi anh. Kiếm mod đi, stand kiếm mod đi. Thì chơi cái trò đó thì đòi hỏi mấy thằng dình ngược là nó phải đọc map là kia, mà với cả mấy cái trò đó thì dùng cho những cái thằng cao thủ thôi. Còn những cái bọn ngáo ngáo thì đọc map là dễ bỏ mẹ, những cái thằng cao thủ nó di chuyển quá mới cần phải chơi trò đó. Cái bọn cao thủ nó có kỹ năng đọc map mà tầm tầm xem mình thì mẹ chơi cái trò đó nó dính một phát thôi, lúc sau mình mít là đéo bao giờ dám đi luôn. Tôi dám khẳng định đéo bao giờ dám đi luôn, có đánh cỡ nào cũng không bao giờ dám đi luôn, có điếm cỡ nào cũng vậy thôi, dính một phát đến lần thứ hai thôi tôi khẳng định đéo một thằng nào dám đi dình nữa hết. Từ trước đến giờ kể cả đánh bên Dota thường tôi làm cái trò đó thật, cái thằng có kỹ năng thì phải dính một phát thôi, dính lần thứ hai là đéo giờ dám đi dình nữa. Không, lúc đấy thì mình, nếu mà mình đánh cao thủ hơn thì mình bắt vẹo nó thì mình đi mình farm thôi, chứ nó cũng không dám đi dình nữa. Mà chật bữa nay qua chơi Philippines à? Thì nó chơi bên Dota thường rồi. Kiếm mod đi. Trời, mọi người xung quanh thấy nó cho tôi biết cô thấm không về nữa đâu, đặt tròn niềm tin sai người, giờ này anh chưa có hót rất đích, chưa có hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Bernardin Tina gì đó kìa. Lần trước đánh cái thằng Vi ấy, tôi kêu thằng Vi cái con này nó có invi, nó đi nó dình mày đằng sau ấy, cái bộ của mày cao tờ nó, mày chỉ cần một cái lồng nó chết, cái việc mày dình nó rất dễ, mày giải xem khi xong mày lên một nửa invi, mày đứng invi là chỗ thôi. Tao khẳng định 100% là mày dình được nó, đéo bao giờ nó dình được mày. Cái thằng lồn LC đấy, kể cả mày có cầm smoke nhá, nó đã xác định nó đi nó dình mày rồi, mày có cầm smoke mày đứng invi, nó mày bao giờ bị động hơn nó. Nó có tune SK nó sọc vào nó đua luôn, nó chết rồi. Sao mà nhanh bằng nó được, bộ của mày cần phải có sai. Mình đánh 136 là mình đánh được á. Chỉ biết đợi chờ cô về trong nỗi thì còn bóng ai giữ mái hiên. Tôi sao giọt nước mắt sao còn đọng hai hàng mi. Đã bao lần tôi nắm lấy cứ tình đã phai tàn đi. Không xong xưa mà vẫn khúc bò giờ đây là người chỉ lỡ sao nỡ quên đi thứ ân tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ. Chờ cô về chờ chiếc khô chờ một vòng tay ấm áp. Chờ cô nói cô nhớ tôi chỉ là câu nói tắm thoát. Câu hỏi đó nỗi tình duyên liệu cô có trả lời. Cô bắt tôi chờ và chờ bao giờ hay tôi phải chờ đến cả đời. Là hơi ấm bên đời giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thấy nhau cho tôi biết cô thấm không về nữa đâu. Đặt tròn niềm tin sai người giờ này ai không. Để rồi bỏ đi bao nhiêu ký ức một thời giờ thành cây đắng một đời. Nhà cao xe sáng quay cưới lòng lấy sớm tối có người đón đưa. Hình dung theo gió mây ngàn ngồi ôm thương nhớ bé bàng. Phận đời ngang trái giờ biết nói cùng với ai. Một tiểu thư đầy gác của con còn là cô thắm xưa nơi đâu thành tấp nập cùng sống cô giờ em mắm chưa sao buồn vương trên mắt sao đôi lần khóc ướt mi. Tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi. Cô xa nơi mái chèo bến sông nhỏ ta thường qua. Cô xa nơi đồng cỏ mái tranh nghèo cạn vườn hoa. Ánh trăng kia còn đợi nhưng bóng người giờ nơi đâu. Tôi chỉ biết mượn hơi men tâm sự cùng dám chơi với sầu.
Hôm nay cũng hơi nhiều việc trễ là đúng rồi. Còn mấy ngày sát Tết nữa làm. Chờ xuân kia sang yêu thương ghé ngang bốn lần. Chào toàn thể anh em. Chào toàn thể anh em. The game is starting. Game started. Oh,
khó nhỉ. Tôi nhìn skin tôi cũng hơi cồng kềnh rồi đấy. Đang tính cái nhảy u này. Nhảy u xây lớp xác này. Chứ bộ này thì tôi thật đậu vào người tôi địt mẹ phải khó vãi luôn luôn. Bóp vào sao? Tôi đâu có trùng phím gì đâu mà bóp. Cái bộ này nó lại cồng kềnh vãi luôn. Xem thước phim buồn ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ. Người con gái anh từng yêu thương rồi, có những chiều tay nắm tay ngóng đợi. Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Bạn tôi đi cái lồn mẹ mày. Phải delay rồi. Má phải lồn delay. Ừ. Tao đứng im mẹ luôn mà đình. Vãi lồn chạy kìa. Ta sẽ chỉ cần nhau thôi.
Nhưng mà nó đéo lên nó giết mình nhỉ? Nó đéo bên mình nó lag này, đéo lên nó giết nhỉ? Vẫn lồn. Ừ, vãi lồn, hai thanh niên. Ừ. Lạc vãi lồn. Cái đéo gì chạy lên trên này này. Xịt mẹ mày. Đéo làm gì luôn. Địt con mẹ mày thề, tự chạy sang sông bên kia luôn, tự chết. Địt mẹ mày từ nãy đến giờ bố mày lag, bố mày đéo target, không bố mày hát rát rồi. Địt mẹ mày farm alone. Trời ơi. Min nè. Cuộc đời này nhiều lắm nguy nan, ngàn sóng gió bao hằng thù linh tăng. Gặp được người chỉ có tâm giao, luôn bên cạnh tôi không mang gian khó. Mặc cho đời cứ thế điêu hoa, tình ta vẫn không bao giờ tan thành. Tình anh đi vẹn nguyên khắc sâu, một đời luôn có. Những lúc buồn chưa sắt trên dù cây cùng làm khô cũng cho ta thêm quá rồi biết lầy tôi và anh tuy khác nhau và cùng khóc xuống một dòng máu em bên tôi bạn luôn sắp vai trong ngày bao trong gai Min nha. Thằng chó lại carry luôn này. Bao lời danh trắng nặng, vùng vàng ta đứng lên.
Con rubik dễ ăn chan kìa, chắc chắn là ăn chan chứ còn dễ đéo gì. Thằng lồn kia nó là form Unding với cả chắc là Utini. Có của ba Lee Can, mà xem đéo pick của Lee Can mạnh hơn Unding nhiều, tóc chảy đéo pick. Blink về Tetini luôn. Rồng mày cầm mà sao rồng đâu ra rồng. À đừng sợ, tôi có xây lết khác mà đâu sợ. Tini lên nè. Quá lâu thật. Ui mà nó bắn ư. Bộ anh mạnh lắm, võ vãi cả lồn. Quay ra quay vào, giật ra giật vào, bay xoay moon kéo đỉnh mẹ.
Nói chung là nó cũng đủ đồ chơi đấy. Ôi chết. Có xem chi không? Như Rubik có một invi chơi. Chồng yếc sáng tạo đấy. Má rồng đánh đâu vậy luôn. Đau thì việc phải đau thôi. WW mà bắn không đau đấy thôi. Thằng P này tao chưa biết đi mẹ, tao thấy có mỗi một hút máu đấy, chưa thấy có skin gì cả. Có invi nữa, nó có một cái invi. Về cái xe bị con mẹ nó. Cái địt con mẹ nó, hai thằng đầu thế, bố mày có gậy xanh ở đấy đi chết cả đôi rồi. Bộ của Sen có đồ địt mẹ mày cả thế giới, nó bắn nó không trượt thằng lồn nào. Thằng TV đi lên EV kìa. À, lại thích đi dình người ta địt mẹ à. Thế này thì lại phải tham khỏe lên rồi. Thằng Blood nó mix cái bộ lồn gì vậy? Nó mix cái bộ kia thì đến bao giờ là có đồ với nhau trời. Làm một con coi đủ. bóng đấy, bóng đấy, không phải thật đâu, bóng á. Không thật mà, vãi lộ. Vãi cả lồn, con thật mà đi của đó, đi mẹ em ấy. Nó bị ngu, thằng Tini đánh có hay đâu anh. Mẹ đánh chán bộ mẹ ra mà. Địt con mẹ mày dám đi những cái chỗ này, địt mẹ thì ghê đấy. Blink VT Tini.
Ông bạn có diễn dấu skill à? Lồn. Con bạn tao đéo biết là skill lồn gì, nó cứ lượn lờ nó farm biết này nọ, đéo hiểu nó skill lồn. Thằng súng này thì farm địt mẹ chắc farm Midas. Tao thấy nó ngu quá. Trận này farm thôi, không công rồi nhá, không công rồi đâu, trận này không công rồi đâu, không công đâu. Tem nó địt mẹ toàn invi biết không, công rồi là địt mẹ mày bể trận đấy. Không phải lộn. Ê, tin đi ra. Còn bỏ lỗi nha mà gích. Mẹ nó, em chưa kịp ra thì EV nữa, nó anh tiêu nét đây. Cái địt con mẹ nó EV ở đó, nó rình quá rồi. Giải xem chi đi mà gách, giải xem chi đi không được rồi. Địt mẹ mày máu tao đầy nguyên, nó combo phát chết luôn, combo ghê á. Công ban một combo ạ. Tôi thấy mỗi lấy máu tôi đeo thấy nó có skin lồn một invi một lần. À địt mẹ thằng lồn này có 3 p nữa này. À có 3 của con ấy này, đây là 3 skin mẹ rồi, một invi này, một lấy máu này, 3 của Deathjoy này. Đéo hiểu là có cái lồn gì. Tầm mày giải giải xem chi dình con Tini thôi là được. Cũng đéo sợ nó lắm đâu, nó đi cái đây cắm mắt đây này. Đây kìa. Để tao làm cái đút. Nó bảo con bò ấy, nó có mắt rồi đấy, nó có mắt rồi đấy. Đéo qua đâu, không qua đâu em ơi. Tầm mày giải combo, giải với mình dình ngươi có đéo đâu mà. Combo này. Cứ mua 1-2 xem chi rồi giải trình con Tini là xong mà. Đang lấy ra. Lại chết mẹ. Ulti pen, nó có ulti pen, có ulti pen nữa. À với Necro nữa. Nec, ulti pen, Necro, thế là đâu đủ skin đâu, đâu sợ. Bó có xem chết. Sen cứ đứng xung quanh xem kia farm rồi đồ mà. Farm mấy kia đi. Đàm mà to ấy, đàm về Destiny to ấy. Hình như ba đấy là của con Rubik. Của con Rubik chứ không phải của ông Ban. Cắm trên này được cái đi. Phá đi. Bó kìa anh ơi. Đánh không. Mẹ mày đau quá. Địt mẹ mày nhảy đúng cái thằng lồn đấy, đéo ai giao chứ. Lùi đi say.
tung lên. À! Khó đánh quá, địt mẹ tem, bốn người xem nó carry, để xem nó farm thêm đi, nó chưa có đồ đâu, chưa có đam đâu. Thằng lồ này thì coi như không tính rồi, thằng này thì coi như vứt đi rồi. Pick cái bộ đấy thì coi như vứt đi rồi. 06 thì địt mẹ pick cộng tiền, xong rồi yết các kiểu tini vào là có cái chết. Farm cái lồ nó giờ nó farm thế này, xong nó farm Midas tiếp, mà cứ ra lan farm này lại chết. Thằng tini lên top dình nó bây giờ. Tầm này mình đứng vòn vén lại súng để trong súng farm thêm thôi. Chứ thằng này nó chết chắc rồi. Đâu thì sống được đâu người. Mua xem chi giải backup quanh rừng mình ơi được à. Này niếc ảnh đéo sợ lắm. Có trận đơn. Không dám hổ báo đâu. Đi ra khỏi bãi tìm nó lầy. Có quát cắm ở đầu thượng không? Không, em vừa mới thấy bốn thằng up lên mà em mới cắm đại. Ủa, đó đâu, địt mẹ ở min làm sao dám lên đây. Địt con mẹ nó telepu. Địt mẹ mày đéo kịp. Đéo kịp bay địt con mẹ mày ấn chậm một nhịp vừa đéo kịp bay. Bạn có telepu. Địt mẹ nhìn thấy nó ra quay đéo kịp. Ôi đừng trong dép hai ground rồi. Xem nó về đép 2 ground đi vỡ nhà á. Thiếu skin quá, đéo skin đi mày. Nó vào con bò ấy, nó vào con bò chơi luôn đấy. Đéo lại đâu tini ấy, đam nó 2 lít mấy mà. Đéo đánh được, đéo skin đéo đánh được. Lút lên ra đi ăn xong đéo đánh được, bộ bên kia đánh đéo thì sách nó xanh quá rồi. Đéo anh nổi nó địt mày. Đéo nhảy kiếm được lạc quá lùn. Nhảy kiếm luôn đéo được. Đéo có đam, xem đéo có đam. Trên luôn á, không đánh đâu, đéo có đam. Nó pick thiếu skin quá, đéo skin.
Bắn đầu quá, đi mẹ mày nó có đồ đéo đánh được. Tem nó thì có cái đéo gì đâu, địt con mẹ, tem mỗi mình anh skin của anh mới đầu đéo đâu hỗ trợ được đi ganh được. Anh chỉ đảo lan hỗ trợ đánh nhau của mày thôi chứ còn. Đâu làm gì được. Phan thêm đi, phan thêm đi. Bộ xe nó cần nhiều đồ lắm. Để lại. Nó phải có thêm đồ, nó có dòng băng thì nó bắn nó đéo sợ con sách đâu. À, sách đồ nó từng đó kia nó bắn nó phân bóng lên nó bắn đau vãi cả lồn. Giải, giải thêm chi đi mà dính. À con này còn dài chứ luôn này. Có thêm 1-2 skin nữa thì đẹp, thằng Leo hơi ngu thật đi. Giết luôn tin đi đây. Tôi đừng nói gì thì tôi đứng đây rồi. Vãi lầu thật. Địt mẹ nó ra vào đâu á. Kìa, bắn luôn kìa. Kìa đằng sau kìa, con nai, con nai, con nai, con nai, con nai kìa. Nai kìa, nai kìa, nai kìa, nai kìa. Bắn cho nhấc con. Tini quay lại nhá, Tini quay lại. Và tôi giết con này đi. Rồi hay, câu thêm tham cho xem. Thêm đam đi xem đéo đam. Gì đấy, gì đấy. Mở linh nó còn bò chết đây, một phát chết luôn đấy. Không chịu nổi đâu, 1.400 máu chết luôn đấy. 1.400 máu chết luôn đấy. Không chịu nổi đâu, đấm chết luôn đấy, không chịu nổi đâu, giam gì. Không chịu nổi đâu, địt mẹ mày đam nó 6 lít, địt mẹ mày dưới 1k8 máu là chết luôn đấy. Chết 1k8 máu mới sống được thôi, nhưng mà dưới 1k8 máu là chết luôn đấy. Đánh nó đánh không sao được. Những mạng như thằng mày đi mày cái đi pha mà ra đi ra đi ra đi ra đi ra con bò đi giải xem chi xuống đánh đi mỡ nhà giải xem chi xuống 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 giải xem chi xuống, xuống. Mày giải xem chi mày bật cái gót đi mày ra combo cái đó làm sao được em đang in vi mà mày ngu vãi luôn cho mày in vi mà nó blink mà blink cái là mày chết mày hiểu không mày phải giải xem chi rồi mày bật gót luôn làm sao mày chịu được. Ai chẳng biết mày invi nữa à mà mày làm cho tao không nhìn thấy ấy.
đầu quá GG ơi. À chẳng biết mày invi đi mẹ mày, mày có giết được nó đâu, mày đã nhả skin rồi mày cắm chân chi rồi mày chạy thì mày có giết được nó đâu, mày hiểu không? Nói thì lại kêu em đang invi à, đi mẹ mày, mày đủ đam giết nó không? Đâu có đủ đam giết nó. Sao đủ đam giết nó được mà đi mẹ mày ra đấy là mày trêu nó thôi. Mày trêu thì mày biết tính cửa mày sống chứ. Bắn đi kìa, bắn đi kìa. Ôi xong bắn nốt thằng kia đi. Mà tôi cũng thua rồi. Người ta invi thì mẹ người ta trêu đâu, người ta phải tính cửa thì mẹ mày để còn rút ra chứ, thì mẹ mày tính cửa thì chết luôn đi. Xe nó đã không tính lượng đam của nó không biết cái trò đi, mẹ mày tin Illican rồi thì mẹ nó đứng nó ngáo nó trêu thì đéo được nó. Đam mà tầm đó 1k8 máu, dự trêu 1k8 máu mới sống được. Cái bộ đó tôi đánh nhiều rồi. Trông vậy thôi, một tót lên của nó là 1.200 máu, nó thêm một đấm nữa tầm 300.500 máu ấy. Thêm quả V là 1.800 máu, trời ơi, trên 1.800 máu mới sống. 1.400 máu chịu sao nổi. Ba cái trò đó tôi đánh hoài. The game is starting. Không có điểm dừng. Bộ tên thì mẹ để câu thêm farm chút nữa tầm 35 phút đít con mẹ là bắn rồi tụt con mẹ mới huyết áp. Đéo mà về sớm quá đít mẹ. Đi xuống bách xe này đéo bách đi mẹ bách cái thằng ngu vừa lút đi mẹ, nhìn nó pick cái bộ em phải nhìn skin là biết rồi, coi như bỏ nó đi, mình đánh 4-6 thôi. Tao lên gắt này. Tìm đi sách một bình đi con mẹ mày. Thì lúc đầu đi lên top trước mà. Lên top cái xong cái thì mày đi đâu mày phải nói trước tiếng. Thì nói thì lên đi mẹ. Phải nói lên chứ tự nhiên cái xong. Giờ hai thằng support đó giờ mình muốn đi với ai thì nói tiếng chứ, giờ đi lên top rồi kêu à nói ờ xuống đây đi support cho ta ờ thì được thì đi xuống thôi. Rồi bỏ đi, đánh đi, đánh đi, bỏ đi. Đam tini hơn đấy không ta? Địt mẹ thì bỏ con mẹ đi, bố mày lấy đam tini thì bố mày gồm đam thì bố bắn là địt mẹ mày tụt huyết áp này lồn. Tôi cầm carry cho support này, đánh được support thì tôi cầm carry, bộ carry tôi đam to đám gắt con luôn đi, đéo phải to mà gắt luôn. Ừ.
giờ khoảng cách không có điểm dừng. Cậu này thì chắc đánh được rồi, cậu này biết cách đánh. Bộ có nhiều kiểu mà. Support chói Naga rồi địt mẹ mày các kiểu sợ gì. Chói Naga bắn arrow rồi địt mẹ invina mẹ doom đủ các em, kiểu em đánh cái em biết nhưng mà arrow bao giờ em chuẩn được đâu mà. Địt mẹ cái này mà bên Asia lấy cái lăn gấu thì ngon quá, lấy cái lăn gấu thì mạnh lắm. Bộ này skin đôi giếc đủ rồi. Mình vẫn thấy lấy cái lăn gấu hợp lý hơn. Có vài skin mà chạy. Ở bên này nó hơi lag đi, mẹ sợ sử dụng nó đéo được đấy luôn. Anh chẳng ngại gì đâu, ngại mỗi đéo sử dụng được cái lăn gấu thì mạnh. Tôi 1,8 giây mọc phình. Rồi, địt mẹ lên đam mà bắn. Anh đánh tay dài à? Ồ, địt mẹ không lấy tay tay ngắn. Mẹ mày mặc mê gây khỏi câu buồn cười vậy luôn địt mẹ. Anh mà cái... tại anh lấy cái lăn gấu ai biết anh địt con mẹ tao đánh cái gì tao lấy lăn nếu mà địt mẹ cái skin đấy ở, mày biết vậy ở bên Asia nhá cái skin đấy mà có trong người tao ấy kể cả là ganker hay là carry tao pick hết. Địt mẹ cái skin cơ động bậc nhất ở trong cái trò này luôn còn muốn cái gì nữa, mày có cái skin nào lợi bằng skin đó không? Địt mẹ mày game đấy tôi nói thật nhá. Team tôi mà có địt mẹ mày 4 thằng như tôi cầm pick ganker thì cũng thua, tôi khẳng định là thua luôn. Có 4 ganker kể cả sen cả yếc mẹ mày kể cả là cái thằng lôn trực vào đây cầm gank game đấy cũng thua, chắc chắn là thua luôn. Đánh pick cái gì cũng thua. Thế trận đấy cái hero địt mẹ mày 4v6 carry không đánh kiểu gì được. Đánh vào mặt. Đánh được mới lạ đó. Lên đây, đánh anh. Cái bộ mà địt mẹ mày nhìn Tini, địt mẹ mày thêm đam đi can nữa thì tôi nói thật là địt mẹ mày tốt nhất là đầu game cả giải xem chi nhất rồi bách đứng bách up nhau thì cẩn thận vào. Các bạn chưa biết cái bộ đấy đam lớn nào, những cái thằng pick như những cái bộ đấy là tư duy của nó cũng cao ấy, nó biết chơi đấy. Thằng slot 1 kia, thằng kin rốt kia đánh được đấy. Các bạn chưa hình dung cái bộ đấy trông vậy thôi chứ địt mẹ mày đủ level 16 rồi. Đủ level 16 3 Tini địt mẹ với cả 4 Lican thì địt mẹ mày nhìn 8 máu là bốc hơi. Cầm MON cho sắc thôi, nhìn 8 máu là lên đường rồi. Không nói nhiều nói thật. Anh đủ nó có hút kìa. Ai min vậy? Xem min à? Không, à, thằng Omi min thì phải. Omi min lên đây. Các bạn nghĩ sao tôi học Dũng Văn địt mẹ. Địt mẹ mày Dũng Văn là nó pick theo cái kiểu chiều hướng hai skin chạy. Lượng đam là ở mức trung bình thôi, nó không cần gây nhiều. Nó không cần đam nhiều, nó chỉ cần địt mẹ hai skin chạy rồi nó quấy ra quấy vào nó đánh thôi, chứ còn tôi cách đánh của tôi nó khác.
đánh của tôi nó phải đi mẹ mình skin đồ nó phải hiệu quả, đánh nó phải gây lượng sát thương. Nhưng mà đánh chỉ là quấy, nó pick kiểu quấy thì pick đi mẹ ba skin chạy cũng được, lượn là lần lờ thì vậy. Đâu cần mà phải làm gì. Tôi mà pick 2 skin chạy trừ khi lượng đam của tôi là quá lớn rồi. Sao đam quá lớn thì tôi mới pick đi mẹ 2 3. Có những bạn lúc rồi tôi thấy hai skin chạy, các bạn nhìn hai skin chạy đấy là lượng đam tôi quá lớn rồi. Đi mẹ tao bắn ra thì thấm vãi lồn. Hai con carry thì ngon rồi. Đi bằng hai carry thật là deny cho bằng sạch. Farm đi xem, đợi rồi em chú đam to, đam lớn. Giết được con Venom rồi đấy. Có không biết là có MP không à. Cái tôi nét ca tôi sang okay. Với lại MV
cái đầu của nó khó chịu nhỉ. Thằng này giết dễ mà, thằng này nó đéo skin thì chạy luôn. Bắn mỗi độc với lon passive. Giết này xem này. Ông Blink vào cái thì phải tôi bắn nó chết luôn. Phúc này. Phúc này có đủ không chế không? Đam to thì phải bắn cái gái chứ. Còn nào có Midas à? Bỏ lan rồi. Nó có cái gì ở trên? Khả năng in vi in đây rồi. Sky có tool AK, tool sang với lại in vi của... Bon in vi của Bon. Còn in vi kiến. Kiến à? Kiến thì rồi đó. Kiến, nó in vi kiến. Có con Bon tìm nó mà. Có mắt rồi anh dừng kìa. Thay kìa.
Địt con mẹ thằng Undin này, tôi đéo hiểu nó ăn năm lôn gì nhỉ. Về đi bắn đầu á. Có xem chi không? Có xem chi để đảo xuống Bayboard rồi. Mẹ em check à. Đi mẹ bắn mấy cái chết thằng
địt mẹ mấy thằng carry. Drone ấy. Đi bê bê bê, tôi có đôi S này. Năm 2 rồi đấy. Ồ, bà có bất quá, quá tham rồi. Bê 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 đi bê đi bê đi. Bê cũng từ từ đợi tiên cho anh. Em phá mắt luôn, em phá mắt bắn luôn. Để bóng ấy, để bóng xanh ấy, để bóng ấy, vào bóng ấy. Có thật tích luôn mà, về đi, về đi. Đánh được, đam lớn lắm rồi. Đồ là P thôi chứ không nói nhiều. Thầm bên đây muôn cùng em vui đùa và hát ca la 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 la
sao nào phải gió bay qua, có phải em là sương mơ mà dần tin lối đi, làm anh say đắm biết bao lần đây, cho anh mất ngay lòng, cho tim anh trộn thương trộn nhớ mong chờ thôn thơ. Mẹ cái lăn gấu ấy, kinh vãi lồn luôn. Hết hồi sinh rồi. Mẹ mày làm loạn con mẹ nhà luôn ấy. Đài địt mẹ mày đủ đô nát ngay gì đâu. Địt mẹ anh em trên kênh nó kêu tao học Dũng Văn đâu ạ. Địt con mẹ mày nó kêu tao học Dũng Văn đâu ạ. Địt mẹ bích chi vãi luôn, nó kêu học Dũng Văn. Địt con mẹ mày đam nó quá lớn rồi. Đi mẹ thầy tin đi sách với cả địt mẹ mày Nevermore luôn, đã thấy to rồi thêm có ba sách nữa. Đam vãi cút. Mẹ tầm đó đóng skin chạy cả dí người thôi chứ cần đéo gì. Các anh em khinh tôi quá, lại kêu học Dũng Văn bây giờ chết rồi đi. Tôi bao giờ tôi xem Dũng Văn đánh Dota đâu. Các anh em địt mẹ cứ làm tôi đi. Các bạn thông cảm nhá, địt mẹ với tôi không xem Dũng Văn đánh Dota bao giờ hết á. Địt mẹ kêu tôi địt mẹ tôi đánh giống Dũng Văn thì vẫn lồn. Không phải, các bạn phải hiểu nhá, cái vấn đề này tôi nói nhiều rồi, cái skin lăn của gấu đá ấy. Nó là cái skin cực kỳ imba ở trong cái map bên này nếu biết sử dụng. Thực sự luôn, nó là một cái skin cực kỳ imba luôn. Sang bên public tôi không dám sử dụng vì các bạn nó delay. Tôi sử dụng nó không chính xác được. Tôi đã phải căn cái bản thân, tôi đã phải căn skin trước. Cái delay đã là 1.5 giây rồi, bây giờ lại còn căn cả cái skin delay của cái lướt nữa. Thành ra là đi mẹ nó hai lần delay thì nó rất khó. Những cái các bạn cứ để ý xem, cái chém chó Ember là một nhá, cái lăn gấu đá là hai, là cái sang public cực kỳ ít pick. Vì địt mẹ mày nó cực kỳ khó dùng luôn. Nó hai lần delay lận, địt mẹ nó hai lần delay cộng vào đó lận, nó thành ra rất rất khó dùng. Mình không mình
mình không phải là mình không dùng được, mình vẫn dùng được, nhưng mà đi mẹ mày dùng để chạy thì được, còn dùng để đi ganh hay đánh nhau thì thực sự ra nó rất bị động. Nó không như ở bên ACA, mình mẹ mày mượt mà, mình skin mẹ mày múa máy lên này được, lăn không trượt cái nào. Ở bên này thì nó khác. Thôi nghỉ thôi anh em, cặp tê rồi nghỉ thôi, mai clip.